vậy chứ. Chị hả? Ờ. Philo, chị về chưa? Chị về rồi. Đứa em chắc em chạy qua em lấy đỡ mấy hộp về, tại vì có khách chiều tới tư vấn mà em báo hai loại á. 2,5 triệu mà bên em còn một loại. Ok. Để mất công rồi họ hỏi nên loại mua lại mua đưa ra hai hộp giống nhau ấy, tôi quắc luôn. Rồi. Ok. Em ăn trưa chưa em? Chưa. Đói chứ. Đói nặng bụng đau đó. Nặng hơi đau. Thật cái tay nó rụng người trời. Đào chai nước mắt.
bụng bên đây kêu rồi nè. No hay đói gì mà kêu ấy. Mới ăn sáng rồi kêu. Kêu no quá. Trời, không bài. Tăng tăng. Chào cha. Chị đau giỏi. Mình